Hello anh em nhé. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về số lượng rất là nhiều những cái mẫu kính hàn điện tử anh em nhé. Thì mẫu kính hàn điện tử của năm 2023 này thì nó sẽ có rất nhiều những cải tiến anh em ạ. Thì bây giờ em sẽ trực tiếp khui hàng và cho các bác cùng kiểm tra cái chất lượng của cái kính này anh em nhé. Ok, bây giờ em sẽ trực tiếp mở hộp sản phẩm ra để cho các bác cùng xem nhé. Thì với cái kính hàn điện tử mẫu mới của năm 2022 này thì các bác để ý này, nó sẽ có một cái tem dán bên ngoài nhé. Và cái hộp này thì cũng giống như mọi khi thôi, rất là chắc chắn. Đấy, các bác có đánh rơi thì cũng không sao nhé. Thì bên trong hộp này, đấy, mở ra này, các bác thấy này, sẽ có một cái kính này. Đấy, bên trong có hai cái gọng nhé. Một cái dây đeo này, dây đeo này để chúng ta vòng qua đầu này. Và có thêm một cái mắt kính sơ cua nữa anh em nhé. Cái này là cái meca để bảo vệ cái kính điện tử bên trong. Đấy, rồi ok, bây giờ em sẽ mở cái kính ra. Đấy, cho anh em xem cụ thể nhá. Đấy, thì cái kính này thì anh em về sẽ lắp gọng vào nhá. Này, anh em chú ý này. Lắp gọng vào. Lắp gọng thì rất đơn giản thôi. Nó sẽ có hai cái tai này. Anh em ấn vào là xong. Này, cái gọng này thì lắp rất là đơn giản thôi. Anh em bóp vào một cái là anh em lắp được thôi nhé. Thì cái dây này hiện tại bây giờ được thiết kế rất là thông minh anh em nhé. Anh em muốn thay cái gọng này bằng cái dây này thì anh em rút cái này ra nhé. Này, rút cái chuôi này ra này. Đấy, rút chuôi này ra. Anh em cắm cái dây này vào. Đấy, thế là chuyển đổi giữa là đeo thường và đeo có dây. Đấy, rất là đơn giản anh em nhé. Thế là xong. Đấy, thì kính hàn điện tử, cái chức năng hoạt động của nó rất là hay luôn anh em nhé. Thì ở đây nó sẽ có là một cái mắt này, mắt này mắt cảm biến nhé. Và hai bên đây thì nó sẽ là cái hai cái pin, tấm pin năng lượng mặt trời. Thì khi mà anh em hàn cái tia lửa hồ quang nó phát sinh ra thì hai cái tấm pin này nó sẽ tự động nạp cho hai viên pin cúc áo ở bên trong anh em nhé. Đấy, và khi mà phát sinh ra tia hồ quang thì cái kính hàn điện tử này, cái mắt kính này nó sẽ tự động tối lại anh em nhé. Rất là nhanh. Đấy, cực kỳ là nhạy luôn anh em nhé. Rồi ok, bây giờ em sẽ tháo sẵn cho anh em này cái kính hàn điện tử ra để cho anh em xem trực tiếp ruột gan bên trong của nó nhé. Này, anh em nhìn thấy này, đây là hai viên pin cúc áo như em vừa nói này. Đấy, đây là hai mắt kính anh em nhé. Cảm biến con này thì siêu nhạy luôn anh em ạ. Thì khi mà anh em về sử dụng nhé, anh em lưu ý này, cái miếng siêu này anh em có thể để lại hoặc bóc ra nhé. Này, nếu mà muốn nhìn nó rõ hơn thì anh em bóc ra. Này, anh em bóc cái siêu này ra nhé. Đấy, đây cũng có này, mặt trước, mặt trong của nó, mặt gọi là mặt trước và mặt sau của nó đều có cái siêu này. Anh em bóc siêu ra thì nhìn thấy rõ hơn. Anh em nào lười không muốn bóc thì để nguyên cũng được anh em nhé. Đấy, còn cái miếng meca này, này anh em cũng để ý này, nó cũng sẽ có một cái dây bóng xanh nhé. Đấy, anh em bóc ra nhé, bóc ra nhìn nó sẽ rõ hơn. Đấy, còn không bóc thì cứ để như thế cũng được. Đấy, rồi ok. Thì với cái mẫu kính hàn điện tử này thì hiện tại bên em cũng đang bán với một mức giá rất là ưu đãi thôi anh em nhé. Giá chỉ có là 220.000 và bên em sẽ bao ship về tận nhà cho anh em. Anh em nhận hàng được kiểm tra hàng, được test thử hàng đầy đủ trước khi thanh toán nhé. Đấy, thì các bác nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em theo 3 số điện thoại em để phía bên dưới màn hình. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các clip lần sau.